Đây là một giang hồ rất nổi tiếng. Anh ta có một biệt danh đó chính là Messi Lùng. Mọi người thường gọi anh ta là Messi Lùng. Đây là một người có biệt danh tên là Thu Ngáo. Đúng vậy, anh ta tên là Thu Ngáo là quyền. Mặt anh ta ngày nào cũng mặc đồ đồ khiến cho người ta gọi là Thu Ngáo. Đây là bác sĩ Hùng. Ở trong xóm, anh ta cũng có một cái bác tài là pha cà phê rất ngon. Anh ta vừa là bác sĩ vừa bán cà phê. Còn Là cái tôi tài là là một chúng cảnh ta sát chân chính ở trong cái làng này. đúng rồi Tôi đi đúng chuyên rồi đi bắt những cái thằng tội phạm. Mà thằng này nó đêm đêm khủng khủng. Mày nói cái gì à? Đâu có gì đâu. Nhắc lại cho tao này. À, tìm đâu, tìm đâu. Em tìm tìm đâu. Thằng này nó chết rồi. Gọi cứu 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 thương là vô đi tí một mà một một ba đúng không bi một một ba alo Sao anh không gọi cấp cứu? À quên. Bác sĩ mà để tôi làm cấp cứu mà gọi 113 anh đi chứ. Ôi tôi vô tôi lấy được rồi. Bác sĩ gì đâu mà lấy đồ ngờ, nhanh quá anh nói bác sĩ ơi. Bác sĩ đâu nhanh đi. Đi 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 không thở. Mày bác sĩ nhớ mày hỏi tao. Ủa nó không thở nè. Ủa mày ơi này nó đâm trúng bụng. Phải đi phẫu thuật gấp. Nó đi bác viện. Bác sĩ nó cho. Đi đi. Trời ơi. Mày nó xin gì mà nó đi. Đâu. Không phẫu thuật cho mày. Anh ra đây tôi hỏi tí. Đi không? Tôi hỏi anh cái này. Lúc mà nạn nhân chết thì hung thủ nó ngồi ở đâu? Dạ. Dạ nó nhắm vào đây. Xong rồi nó kêu tôi đi kèm hồi đi đấy. Nó còn đi. Xong rồi bây giờ cho tôi đây tôi thấy nó chạy đi đâu mất. Xong rồi cái thằng nó nằm đây nè. Máu mi còn tùm lâm tà la đây cơ. Ôi sợ quá tôi gọi cấp cứu mình tôi gọi làm sao mà 113 luôn mà chết tôi là tôi bác sĩ mà tôi gọi cấp cứu. Lúc thế anh công an à. Là lúc đó tôi chỉ là đóng vai thủ phạm anh như là bên tên ấy. Tôi cũng không có nhớ ăn máng lắm, hình như là cái thằng kia là nó đợi đi tự nhiên nó đứng sao sao đấy, thằng bay rút dao ra đâm cái nó làm tình bé bây giờ tôi chạy tôi thấy trời ơi gì mà máu me cơ mơ bác sĩ anh công an ơi. Quả là có sự xích mích của hai thanh niên. Thì em cũng không biết nữa, nhưng mà cái tướng là cái thằng uống cà phê là nó lùng lùng
nó mũ đỏ đỏ là ê, nó màu gì? Áo nó màu xanh nước biển ấy. Mặc quần dài hay quần đùi? Dạ quần đùi. Màu gì? Dạ màu xám xám ấy bác sĩ ơi. Và công an ơi, bác sĩ biết có đúng ra đấy là thằng nào không vậy? Theo như tôi làm công an mấy năm nay thì tôi chắc chắn thằng tên đó chính là Giang, một thằng Giang Hồ. Hình như thằng đấy rất là nổi tiếng. Đúng rồi, thằng đấy là Messi luôn. Messi luôn là thằng nào? Cái thằng, thằng đấy nó là Giang Hồ ở trong cái xóm đây nè. Là cái thằng hồi nãy uống cà phê giống tôi đúng không? Chính xác. Được rồi, bây giờ à, quên nhiệm vụ của mày là kiếm ngư mà. À trời ơi, quên. Ôi trời ơi, người nhà mới làm trò chim dây leo. Tao xin phẫu thuật. Sao rồi? Dạ là chúng tôi đã cố gắng hết sức. Và bây giờ chúng ta hãy truy đi bắt tên tội phạm đã giết người vô cớ như thế này. Tôi đã may là cái bụng cho anh ta vì hồi nãy đâm vết thương quá sâu, đã đâm trúng vào tim và không thể tim đã ngưng đập. Anh ta cùng quá chỉ quá đẹp trai chết. Mà anh ta đã không có một người ở đây chứ có anh ta mà. Nó còn có anh ta là chết đi tế rất là ổn phí đúng. Nhưng bây giờ không biết làm sao hết. Chúng ta hãy hợp sức để bắt tên tội phạm. Anh có biết số nhà của nạn nhân không? Dạ hình như theo tôi biết là 5 5 9 9 4 4 2 3. Sao lại không biết máy ta? Thế rồi để tôi gọi máy tôi. Máy tôi là 3G Viettel, Home Depot Viettel đây. 5544903. Sao lại là thứ 3 thế nhỉ? Để qua là thứ 5 nữa. Không được bà công an à. Chúng ta hãy làm theo dấu vết mà tội phạm đã làm thôi. Bây giờ chúng ta hãy đi ra và hãy xà hai chiếc máy hiện trường một lần nữa. Đã bước chạy rồi. Rồi. Còn lâu tí gì ta? Bác nè. Alo, có phải ba là mẹ của một thanh niên chị tên Thu Ngáo không? À, dạ. Con của ba vừa bị một tên sát nhân đã đâm chết tại quán cà phê ở đây. Giờ là chúng tôi sẽ đợi cái xác ở chỗ quán cà phê đi, chỗ bác sĩ hôn nhan. Có gì là bà tự đi bằng hốt xác bây giờ, chuẩn bị cái đêm mai đó. Không. 3 ngày sau. Tức thiệt chứ, đã 3 ngày rồi mà còn chưa thấy tung tích của tên thủ phạm đó ở đâu. Thôi bây giờ tôi ông đi tới qua hiện trường lần nữa. Ấy sờn rồi lúc đấy đó. Hình có phải anh đấy không? Hình như theo như tao nó chạy xuống đây. Theo như tôi thấy, tôi sẽ liên tiếp một tên. Chưa mấy con có định vị. Dạ, bà.
sao cô sẽ cứu anh xem. Đứng lại. Rồi bị phải. Người ta bị bắt với cái tội giết hư. Chưa. Vâng. Quay luôn. Từ từ đó. Người thì còn chống đó cái gì nữa. Mau cái tay mà chịu chó đi. Mày như mà dùng tính tao bánh chết sọ. Mày. Đừng yên. Đừng yên. Tay ra sao nhanh lên. Đang không nói gì cho. Thế là một vụ án được phá giải. Đang không nhất. Được nghiêm. Đó. Đi nhanh lên. Bác sĩ không? Đứng yên cầm đó. Ăn đi được không? Xin tụi đi vào. Sao đây ta? Dạ, dạ anh em nha. Giờ con chạy hả? Ngươi chạy giờ đồ con ăn trước đi. Trời ạ. Sau nửa tháng thì bác sĩ Hùng đã tỉnh lại. Bác sĩ Hùng. May là một cái thằng lưu manh. Người đã phải giết vào một người và làm thương một người. Trên thế giới này không thể có một người như ngươi được. Chúng ta phải tử hình ngươi. Chính ngươi đã làm thương ta. Ta chỉ bắt ngươi chết. Giờ thứ hai. Giờ cuối cùng. Thì clip của mình tới đây là kết thúc nha anh em. Thì phim đây hết tập 1. Anh em hãy hóng cho tập 2. Và hãy nhớ like và subscribe nha anh em. Thì tụi mình chào tất cả anh em đã đang xem chỉ xem clip đây nha. Bye bye. Anh em hãy nhớ coi tập 2 nha anh em. Phim hành động tập 2. Bye anh em. Bye anh em. Anh em hãy nhớ like nha anh em.